từ trong hang đất mấy anh dễ mềm hòa vang, dù nhau nô nức nối đuôi kiến bò ngổn ngang. Ở trên cao tít chim đùa, chim đùa sáo động, sáo động vòng cây, vòng cây một cô bướm trắng, một cô bướm trắng yêu kiều, yêu kiều bay lượn, bay lượn là lơi. Mặt trời đã ló trong hang đất mấy anh dễ mềm hòa vang, dù nhau nô nức nối đuôi kiến bò ngổn ngang. Ở trên cao tít, ở trên cao tít chim đùa, chim đùa sao sao động vòng cây, vòng cây một cô bướm trắng, một cô bướm trắng yêu kiều, yêu kiều bay lượn là lơi. Mặt trời đã ló rồi cùng với gió trời, nhịp sống đời tự do, ngàn sinh linh bé nhỏ từ trong lá cỏ cùng đón chào ngày tới. Mặt trời bừng sáng vội trong đất ươm màu xanh, bình minh lên tiếng rồi một bức vẽ đời cùng đón chào ngày tới. Cha cha ra cha 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 ra cha 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 ra cha 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 ra cha 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 ra cha cha cha. Năm 2021 có thể coi là một cái năm rất nhiều khó khăn và thách thức. Có những thời điểm mà chúng ta nhìn thấy cuộc sống dường như dừng lại, rất nhiều khó khăn. Tưởng chừng như chỉ có dịch bệnh, có những điều không vui và muôn vàn những khó khăn. Nhưng thực sự trong năm 2021 đấy lại có rất nhiều những kỳ tích đã xuất hiện. Và những kỳ tích đấy thì là do chính mỗi con người của chúng ta đang tạo nên. Bảo em là anh hùng, bảo anh thật sự là không
thì không phải em thì cũng sẽ có người khác, cũng có anh hùng khác. Việt Nam! Hành trình nhiệm màu của chúng ta năm 2021 nó nằm ở cái thái độ rất là dũng cảm, quả cảm của các thầy cô giáo, của các phụ huynh và cả học sinh nữa khi đối mặt, đón nhận những thách thức. Kỳ thi này được nhận định là đặc biệt trong lịch sử kỳ thi quốc gia khi dịch bệnh lan rộng 40 tỉnh thành. Các nghệ sĩ đến các bệnh viện dã chiến để mang tiếng hát phục vụ cho những bác sĩ, cho những bệnh nhân bị F0, thực sự rất là xúc động. Nhớ lúc bé tôi đâu hiểu gì là quê hương, chiếc lá rách vẫn có thể đùm bọc. Tất cả mọi người cùng đồng lòng, cùng chung sức, đội ngũ y bác sĩ, rồi quân đội, công an, rồi đến người dân, cứ dầm dập mọi người vượt qua cái nỗi sợ ấy và tự nhiên cảm thấy tự tin, mọi người cảm thấy đồng lòng chia sẻ với nhau hơn. Cuộc sống nó đến với nhau ý nghĩa cái tình nhiều hơn và quý giá hơn rất nhiều. Cái sự đau thương rất nhiều, sự cố gắng của từng những cái người ở tuyến đầu để làm sao để cứu được cái mạng sống của người dân, đó là cái mà đã tạo rất nhiều những cái phi tạo được xúc động, và tôi nghĩ rằng đó là cái nhiệm màu. Chúng tôi vẫn được làm nghề có những thước phim truyền hình hay nhất để phục vụ bà con, tôi nghĩ đấy cũng là một phép nhiệm màu. VTV cũng đã đồng hành cùng trận chiến chống dịch Covid. Chúng tôi nghĩ rằng đó chính là những hành trình nhiệm màu tạo nên một vẻ đẹp cho cuộc sống. Để mong tới một năm 2022 bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Và từ đó chúng ta có niềm tin để bước vào ngày mai với rất nhiều những hy vọng. Người ta nói rằng lửa thử vàng, đời thử làm người bằng những gian nan, mà hoàn cảnh đều không thể ngăn cản bước chân ta luôn sẵn sàng thông tin đến và truyền đi, lưu giữ những khoảnh khắc đầy diệu kỳ, mỗi một chương trình, mỗi lần lên hình, thông điệp tích cực ta lan đi, sứ mệnh thông tin xuyên suốt khắp ba miền Bắc Trung Nam. Thách thức thường làm nhức nách, việc khó anh em ta cùng làm, chạy đua với thời gian, làm việc quên ngày tháng, lắm lúc mệt mỏi như leo núi, vượt ngàn như con lậu, ta mới đầu hàng. Đoạn đường dài đầy miệt mài, cùng Việt Nam vững bước, đứng trước gian truân. Điều tuyệt vời lan tỏa đi muôn nơi, đưa ta đến những hành trình nhiệm màu. Phủ sóng khắp năm châu, hành trình nhiệm màu. Kẻ đánh mạnh trên sàn đấu, dù bình yên hay là biến động, chuyển động 24 quay theo nhịp sống, còn thấy hưng đông còn không ngừng hy vọng, kết nối triệu con tim, bảo vệ non sông, làm truyền hình mỗi thước phim là cảm xúc, ngày buồn rồi ngày vui, kỷ niệm luôn luôn đẹp đẽ, những lần đến hẹn ta gom cho đầy túi, không ngừng sáng tạo và đổi mới, mang đến những điều thật gần gũi, sáng tạo và luôn luôn nóng hổi, đam mê ta gọi đó là chiếc nồi hơi. Để nấu chín những món ăn tinh thần hương vị Việt, ta gọi đó là thân tình, gửi đến muôn nhà bằng cả tấm chân tình, theo con sóng ra khơi đi tới những khung hình, giữ gìn ấn tượng đẹp và sự yêu mến, nhiều thế hệ đã phải thức trắng nhiều đêm, số một để làm nghề để cống hiến, ghi dấu tháng ngày ta đi trên. Đoạn đường dài đầy miệt mài, cùng Việt Nam vững bước, đứng trước gian truân, điều tuyệt vời lan tỏa đi muôn nơi, đưa ta đến những hành trình nhiệm màu. Đất Việt phủ sóng khắp năm châu, hành trình nhiệm màu là chiến thắng đại dịch như kẻ địch mạnh trên sàn đấu, dù bình yên hay là biến động, chuyển động 24 quay theo nhịp sống, còn thấy hưởng đông còn không ngừng hy vọng, kết nối chiều con tim, bảo vệ non sông. Yeah, và bây giờ chính là năm gương mặt ấn tượng của VTV năm nay. MC Quốc Khánh Anh luôn đồng hành sát cánh với chương trình thể thao. MC Hồng Nhung, một người duyên dáng và cực kỳ ngọt ngào. MC Tuấn Dương, chương trình thời sự đặc trưng của nghề báo. MC Phí Linh, vì chị ấy xinh nên rất nhiều chương trình giải trí cứ mời hoài. MC Việt Hoàng, da nâu, đầy thông thái. Và đây là
năm gương mặt ấn tượng của VTV năm nay, năm gương mặt ấn tượng VTV đường hình đường tướng và người mê mê mê. Và thưa quý vị, đó là Phong Winnie cùng với màn trình diễn của vũ đoàn Flame.